ở đây là bây giờ mình thấy là có đầy đủ tiện nghi hết, cái gì cũng có, nên là có thể là hai vợ chồng mình sẽ chuyển về đây. Mình thích cái nội khu của Lumiere tại vì nó yên tĩnh riêng tư, và nhất là Lumiere từ lúc mà mình mua thì được giới thiệu là sẽ có rất nhiều cây xanh, thì hiện nay mình đến là mình thấy là nhiều thiệt. Bản thân hai vợ chồng cũng đã sở hữu những cái căn hộ khác, thì khi mà bước vô đây thứ nhất là cảm thấy rất là thích, vì kiến trúc cũng như là cái nội thất mà mình xây dựng nó rất là giống khách sạn cao cấp, tiện ích ở bên dưới nó rất là đầy đủ và nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cuộc sống, và đặc biệt là những cái người trẻ cần nhiều cái tiện ích và cần cái môi trường sau cái giờ làm việc. Chị cảm thấy đây là một môi trường sống rất tốt, đầy đủ tiện nghi, phải nói là trên 5 sao.